Hello cả nhà, đến với Lo Kéo Tâm Việt. Thì video này em sẽ show cho nhà xem một sự kết hợp rất là hoàn mỹ giữa em Vitro van số Laker Arnold Mi 30 và em loa tháp Samsung MXT 70 nha cả nhà. Như mọi người đã biết thì em van số Laker này là một em van số có thể kết hợp được rất là nhiều loại loa khác nhau và có thể chỉnh được các hiệu ứng Vitro rất là hay. Nếu mà em loa đó nó yếu về mặt như là hiệu ứng nha cả nhà, và Vitro của em nó cũng rất là hút nữa. Nhưng mà em loa MXT 70 này á thì mặc dù á là nó nghe nhạc rất là hay, công suất rất là lớn, nhưng mà cũng có một nhược điểm rất là chí mạng ở em loa này, đó là nó không có micro kèm theo nữa nha. Cũng như là cái hiệu ứng của cái hiệu ứng micro của nó không như là không có luôn. Và khi mà kết hợp hai em này với nhau, em biết van số Laker Arnold Mi 30 và em loa tháp Samsung MXT 70 này á, thì nó là giống như là cá gặp nước vậy cả nhà, rất là hay. Thì bây giờ em sẽ test cho mình là xem một đoạn karaoke để hai em xem là sự kết hợp này nó hay thế nào nhé. Rồi em sẽ hát cho anh chị một bài. Rồi em sẽ hát cho anh chị một bài tên là Kiếm Đời Tôi nha. Một bài cũng khá là lâu rồi, cũng như Quỳnh. Đúng. Cái lời này em lót lại nữa nha. Rồi. Đúng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái bộ micro có tín hiệu ứng hay, thì hai em loa này, một cái em loa của bộ cơ này kết hợp với nhau thì nó thành một cái bộ sản phẩm cực kỳ tốt luôn. Thì nếu bạn chị đã có một em loa của MXT 70 này rồi nhưng mà cần bộ em micro của van số Laker mà hát hay nữa, thì hãy chọn ngay em loa em micro van số Laker với Arnold Mi 30 này nha. Rồi video của em tới đây thôi, chúng mình sẽ test cả nhà xem thử khách hàng như thế nào thôi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.